Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục làm đẹp ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là sữa rửa mặt dành cho da hỗn hợp thiên dầu thì Trang có hai phần chính muốn gửi đến bạn đây. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về da hỗn hợp thiên dầu là như thế nào. Bạn phải nhận biết được cái đã, và thứ hai là giới thiệu cho bạn sản phẩm chăm sóc da, có nghĩa là sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên dầu đó. Nếu như bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Như Trang cũng đã nói, cũng như các bác sĩ da liễu luôn khuyên tất cả các bạn, trước khi chọn một dòng sản phẩm nào đó đưa lên da của mình thì phải biết rằng làn da của mình cần gì, muốn gì, nó có phù hợp với da mình hay không, có an toàn thật sự cho da mình hay không thì bạn mới sử dụng. Như vậy thì nó sẽ vừa mang đến cái hiệu quả chăm sóc tốt nhất, vừa giúp cho da của bạn cải thiện được cái vấn đề mà bạn đang mong muốn, đặc biệt là da hỗn hợp thiên dầu. Vào trời nắng nóng như thế này, da dầu thì rất là khó chịu, nó làm cho bạn cảm thấy là nhờn rít, thậm chí là nó gây bít lỗ chân lông và sinh lên mụn nữa, cho nên chúng ta cần một dòng sữa rửa mặt phù hợp, đúng không ạ? Trước hết bạn phải nhận biết được da hỗn hợp thiên dầu là như thế nào cái đã. Da hỗn hợp thiên dầu có nghĩa là dầu trên da nó sẽ tiết nhiều hơn, có nghĩa là vùng chữ T trên da của các bạn đó, trán, mũi và cằm, nó sẽ rất là nhiều dầu, nó tiết ra rất nhiều. Nhưng hai bên má của các bạn lại bị khô, đó chính là da hỗn hợp thiên dầu đó bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn một dòng sữa rửa mặt phù hợp với làn da hỗn hợp thiên dầu. Tiêu chí để chọn một dòng sản phẩm sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên dầu thì bạn nên chọn những cái loại gel, bởi vì nó có chứa kết cấu nhẹ hơn, cũng như là những cái loại dạng kem mịn để giúp loại bỏ sạch sâu làn da, hỗ trợ cho da của bạn ngăn ngừa được cái tình trạng khô da, thì nó phải có chứa axit hyaluronic hoặc là axit salicylic để làm sạch những cái tế bào trên da nè. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm danh qua từng cái dòng sản phẩm sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên dầu nhé. Đầu tiên có thể nói đến chính là Cetaphil. Cetaphil vừa dịu nhẹ vừa giúp cho bạn kiểm soát dầu dừa trên da một cách hiệu quả, cũng như cân bằng lại cái độ pH trên da của các bạn trở về mức cân bằng ở 7, thì nó sẽ tốt cho làn da, không tiêu diệt vi khuẩn có lợi trên da, cũng như không làm cho da của bạn bị khô hay bị lão hóa. Và tiếp đến đó chính là bạn có thể chọn cái dòng sản phẩm sữa rửa mặt là Oil Free. Bởi vì nó có chứa cái thành phần là axit salicylic đó, thì nó sẽ giúp cho da của bạn vừa làm sạch tế bào chết, vừa kiểm soát dầu nhờn trên da, ngăn ngừa mụn một cách hiệu quả. Nhưng nhớ là nếu như bạn kết hợp sữa rửa mặt này với các dòng sản phẩm điều trị mụn có chứa axit salicylic nữa thì nó sẽ làm cho da của bạn bị khô, cho nên các bạn cần lưu ý nhé. Tiếp đến là bạn có thể chọn những dòng sữa rửa mặt có chiết xuất từ trà xanh nè, hoặc là chiết xuất từ hoa cúc, hoặc là chiết xuất từ nha đam. Đây là những cái sản phẩm sữa rửa mặt mang đến khả năng vừa dưỡng ẩm cho da, vừa giúp cho da của bạn kiểm soát dầu nhờn một cách hiệu quả, làm sạch da, kháng khuẩn cho da. Như vậy các bạn đã biết thêm về một số những cái sản phẩm. Các bạn có thể lựa chọn những cái sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp với làn da của các bạn. Và đó là những gì mà Trang muốn gửi đến cho tất cả các bạn tham khảo thôi. Và nhớ, chăm sóc da dầu đòi hỏi chúng ta không nên làm sạch quá, có nghĩa là mỗi ngày bạn rửa mặt 2 lần thôi. Và nếu như dầu ra nhiều thì bạn có thể sử dụng dấu giấy thấm dầu, nhưng không được lệ thuộc, bởi vì nó sẽ làm khô da, mất đi cái lớp bảo vệ trên da của các bạn. Và nhớ là massage một cách nhẹ nhàng, không chà xát quá mức, bởi vì nó sẽ làm tổn thương da của các bạn đó. Nhớ thoa kem chống nắng. Và nên sử dụng những cái sản phẩm kem chống nắng như thế nào? Không có chứa dầu cũng như không gây nhờn rít bạn nhé. Nên chọn kem chống nắng vật lý thì sẽ tốt hơn. Hoặc là bạn có thể chọn sản phẩm kem chống nắng dạng xịt đều được. Đó là những gì Trang muốn gửi đến tất cả các bạn để chăm sóc bảo vệ da của mình một cách hiệu quả hơn, đặc biệt là trong ngày hè này. Nếu như bạn thấy video ngày hôm nay có ích cho bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang.
Địa chỉ website chính thức quen thuộc của Trang, bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithytrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.